Xin chào anh chị và các bạn, đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ và hôm nay thì mua bán xe cũ sẽ cập nhật gửi đến anh chị và các bạn thông tin báo giá chi tiết về các mẫu xe hiện đang có mặt tại Lam Việt Vượng Phương. Anh chị và các bạn quan tâm thì có thể qua địa chỉ là số 18 Thành Thái, dịch vọng cầu giấy Hà Nội để xem xe và lái thử. Và chiếc xe trước mặt anh chị và các bạn đây đó là một chiếc xe Mazda 6 phiên bản máy 2.0 Premium, màu đen sản xuất 2019 tên cá nhân sử dụng biển Hà Nội. Xe thì được bảo dưỡng định kỳ lên còn rất mới, cam kết nguyên zin nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước. Máy móc còn nguyên zin và hiện đang giao bán với mức giá là 750 triệu. Xe thì có trang bị full hai option như là hai ghế chỉnh điện rồi là loa bâu, nhớ ghế, cửa lóc, hắt kính, cam lùi đầy đủ các tính năng công nghệ an toàn trên chiếc xe này. Để biết rõ thì anh chị và các bạn hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình để nhận được các hỗ trợ tốt nhất. Xe có hỗ trợ trả góp lên đến, đến 70% giá trị xe. Để biết rõ thông tin thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin chi tiết đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể làm rõ một cách nhanh nhất. Và tiến tới một chiếc xe tiếp theo đó là một chiếc xe hạng sang của nhà Audi. Audi Q5, phiên bản máy 2.0, sản xuất 2011, nhập khẩu nguyên chiếc. Chiếc xe có ngoại thất màu trắng, nội thất là màu lâu da bò có trang bị động cơ là máy xăng chạy chuẩn là 70.000 km mọi chi tiết của chiếc xe còn rất mới anh chị ạ xe thì có trang bị hộp số tự động là 8 cấp màn hình Android giải trí đa phương tiện cũng như là đề lỗ cốp điện ghế da zin theo xe anh chị nhé và xe thì có trang bị rất nhiều các công nghệ an toàn của dòng Audi để biết rõ thì em mời anh chị và các bạn có thể qua địa chỉ là số 18 Thành Thái Dịch Vọng cầu giấy Hà Nội để có thể là mình lái thử và trải nghiệm công nghệ trên chiếc xe Audi Q5 này. Với chiếc xe này thì bên showroom có hỗ trợ trả góp cho các bác lên đến 60% giá trị xe. Để biết rõ thì hãy liên hệ em nhé, em sẽ gửi thông tin chi tiết cho anh chị và các bạn qua Zalo để anh chị bạn có thể là nghiên cứu để cân đối mình sở hữu chiếc xe này một cách nhanh nhất và đầy đủ thông tin nhất. Với mức giá bên showroom đưa ra là 716 triệu Còn thương lượng anh chị nhé Anh chị và các bạn hãy liên hệ em Để có một cái giá tốt nhất cũng như các ưu đãi tốt nhất từ cửa hàng Để anh chị và các bạn nắm rõ Và đi tới một mẫu xe bình dân giá rẻ Thì em có một chiếc xe Ford EcoSport Phiên bản Titanium Sản xuất 2018 Xe là phiên bản nắp ráp trong nước Trang bị hộp số tự động Sử dụng máy 1.5 Xe có màu cam Nội thất kế da màu đen và sản xuất là 28. Chạy với quãng đường là hơn 30.000 km, xe một chủ giữ gìn, full option, cửa sổ trời, chìa khóa thông minh, ghế da xịn, rồi là màn hình giải trí Android, cam lùi Có trang bị rất nhiều các công nghệ khác và chủ xe lắp thêm đầy đủ các tính năng trên chiếc xe này. À, rồi trải sàn, rồi dán kính đầy đủ để biết rõ thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình để em có thể hỗ trợ anh chị và các bạn một cách tốt nhất. Xe có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên đến 70% giá trị xe. Mức giá bên showroom đưa ra là 525 triệu vẫn còn thương lượng anh chị nhé. Và tới một mẫu xe tiếp theo em có một mẫu xe trong phân khúc hạng D giá rẻ để anh chị bạn có thể chọn lựa. Chỉ với 366 triệu thôi với 10 chiếc xe Nissan Tira hay máy 2.0 sản xuất là 2010 xe nhập khẩu nguyên chiếc có ngoại thất màu trắng, nội thất màu vàng. Xe được trang bị full đầy đủ các tính năng option như chìa khóa thông minh, ga tự động, rồi là vô lăng tích hợp, màn hình giải trí Android, gương kính chỉnh điện, ghế da cao cấp, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, rồi điều hòa tự động hai vùng, gạt mưa auto. Xe có tra cam kết rõ anh chị và các bạn là xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước, bao trách test toàn quốc anh chị và các bạn có thể mang ra hãng hoặc gara chỉ định với mức giá 366 triệu còn thương lượng và hỗ trợ giá cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp anh chị nhé. Và tiến tới một mẫu xe cuối cùng em muốn gửi tới anh chị và các bạn là một chiếc Ford Everest phiên bản máy 2.5 sản xuất 2011, xe cũ lắp ráp trong nước. 7 chỗ. Đây là phiên bản một cầu. Có lăn bánh quãng đường là 110.000 km, phiên bản máy dầu. Xe cực kỳ đẹp. Anh chị hãy quan sát cùng em Đấy, các chi tiết của chiếc xe còn nguyên di nguyên bản xe có đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội một chủ chạy từ mới Đấy, các bác có thể tham quan sát qua các chi tiết của chiếc xe còn rất đẹp ạ và mức giá đưa ra là 438 triệu còn thương lượng các bác nhé Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi tới kênh mua bán xe cũ và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo của mua bán xe cũ. Rất mong nhận được sự ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like bài viết cũng như góp ý chia sẻ cho em để em có thể hoàn thiện hơn, mang đến nội dung hay hơn cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.